Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Vợ chồng Pháp Lê Cuộc Sống Miền Trung. Chồng em đang hái xoài. Này nó mới đầu vô mùa xoài chín mọi người nè. Nhưng mà ít lắm, không nhiều. Đây đang chín với lai rai. Giờ mình lo mình hái trước đi, em thấy nó rụng cái đất ủng lắm. Thôi đấy, mọi người nè. Thơm lắm mọi người. Để em chỉ cho. Đó. Giờ mà mùa này buổi chiều gió ghê lắm mọi người. Gió nhiều lắm, thành ra là sòi rụng ghê lắm. Năm nay mùa sòi mất nữa, thành ra mình tranh thủ. Có là mình hái liền. Có cái chín nữa. Hái mình cái chín nữa. Được không anh? Mà chị chờ em tới không? À thấy rồi. Giỡn mạnh cái tay lên xíu nữa. Lưu lệ. Rồi giật. Xoài nhà chồng mình ngon lắm mọi người. Thì ba là ngon lắm. Ngọt ngay. Cái này dần ươm là hơi bị ngọt đó này. Cái dần ươm này là ngọt kinh lắm nè. Chưa, thở đây, thở đây. Đang có nhánh cây rồi. Hay mọi người. Sao này hạt lép đó mọi người. Hạt không lép. Sao nhờ nhà mình không lép là mà thơm lắm. Con nó dày nè, mình thấy nó dày không lép. Mình quay cho mọi người thấy nè, này nó chưa chín mọi người. Đợi đợt này nó cho nó già đều, nó chín nhiều để mình quay cho mọi người coi tiếp. Trái chín nè mọi người ơi. Đây mình sẽ hái cho mọi người xem nha. Wow, chín vàng luôn mọi người nè. Nó làm khó thấy quá nên giờ mình thấy được nè. Đó, mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Giờ mình đang ở trên cây đây, mình quay. Wow, mình hái nha. Đột vô phút con rất lo luôn. Thơm quá. Vàng ươm luôn mọi người ơi. Chỗ này ngon lắm, chỗ này đã chín cây ngọt lắm mọi người. Quá trời. Giờ mình bỏ vào rổ nè. Đó. Thơm phúc luôn kìa. Khó thái cái rồi, lành đại với thái còn được cái đó nè. Cái này cũng hợp rồi nè, đứa này. Đây này. Cái này nè. Cái này hợp giòn rồi nè. Đây. Cái này nè.
Ai trái bên này thơm rồi nè, bên này trái lớn rồi nè, rút liền rồi túc luôn rồi đó, gúp rồi đó. Từ từ ấy, từ 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 để kiếm cái thế đứng cái ra tự do nữa. Hai trái hương nữa mọi người, gió quá phải lo hai trước, nó ươm hết trơn à. Mình bỏ vô 2-3 ngày là ăn rồi. Trời gió quá rụng hết. Giờ có thêm anh đó, cháu nè, cháu đi hái về nè. Đi làm gì đi hái nè. La ra bông nè mọi người. Đây. Đừng nghe, ví dụ. Cái nào hường thì ngày mai hái. Đây là chín rồi nè. Đây là chín giòn đó chứ. Nè. Thơm dễ sợ. Ok. Hello Vinh Sike. <okay. cười> Nè, ba trái nữa. Đó ra. Nè mình đứng nước trước. Ngon dễ sợ. Còn sống ơi, sống à. Chua gớm lắm. Sống hơi đó sống mẹ kìa. À sống này công kia. À. Lấy vô gọc, lấy vô đi gọc. Rồi bây giờ hái xoài xong rồi, giờ xúc đất thôi. Lại nghĩa vậy chứ. Còn này ăn quả quá chứ nhường đất này như bút màu. Cái là em đang lanh nhường đất được. Số cái anh nạn hết đâu hết mà. Đang vô ba. Có vô đang ba. À cái này bữa sầu chơi sầu cái này. Bữa ra này. Mai ba ngày này sụp. Đây đúng rồi. Cái này là bướm nè, giọng bướm vậy đó. Bóng bừa con đưa mà người lại cây. Ừ. Đó hả? Như là cho cây nó sụp. Đây là vàng lan của anh Đức. Đây nè. Ở trong nhà ra nhánh vậy nè. Cái này là trổ lần thứ hai đây. Ở trong nhà ra nhánh vậy đó. Đây này lần một này. Lần thứ hai này. Cái lên. Bum. Bum. Đang là mừng. Đây. Sản phẩm mình hái nha mọi người. Cái này là chim ăn nè mọi người nè. Chim ăn nè. Chính là chim vô nó tơ liền mọi người. Dây 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 dây. Chim ăn lúc nào cũng ngon ngon. Giờ nó ăn không? Không. Chim ăn không? Nghĩa có ăn không? Ăn. Ừ. Chị chọn 3 xíu nha bác. Ừ. Giờ không? Đó chưa? Ngon. Ngọt ngay không? Chứ là chim ăn là ngọt. Ăn xoay chứ cơm. Xoay chứ cơm. Bị ngang không? Không ăn không? Ăn xoay luôn á. Ăn nắng. Xoay chua thì gầm thì thôi. Đây là mọi người ngọt lắm.
Nhìn nhìn nó chảy nước miếng rồi đó. Chưa ăn chảy nước miếng rồi đó. Mời mọi người ăn nha, ăn rồi mới mời. Ngon. 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 Ngon quá. Lấy cái dao nè Nam. Lấy cái dao nè. Ngọt. Ngọt quá. Ngọt thử nhá. Ngọt quá. Này xoay chua con gầm đi. Nó xùa cho chi me chứ ngọt sợ chứ. Cái nó bị dập à? Hay là chi me đó? Cái cấy đi, dập cái cấy. Cái này ngọt rồi đó hồi nãy nè. Nghe. Cái này chua chua quả mà em không? Ngọt không? Đây, đưa xoay về mặt đây. Chua. Chua không? Ừ. Chua. Ừ. Hay chua, có đất. Chua. Chua. Chưa chín lát. Chín nhau á. Tôi là rất chim á. Đây nè. Ừ. Quả này bị rớt. Bị rớt rồi. Không da thèm á. Chua. Chua. Quả này. Nước mà má. Ừ. Nước. Nước đó gà vô nôm uống hết rồi. Ừ. Này có này ngọt nè. Ngọt ngay rồi. Ngọt kinh luôn á. Hế, lúc này. Chua. Quả này chưa ngọt lắm. Giờ đứa nhỏ đó không ăn mọi người ha. Có mấy người lớn ăn không? Mấy đứa nhỏ giờ cái cây đó không có thèm ăn. Nè. Ừ. Một thật luôn. Một cân lắm. Ghét lắm mày. Ừ. Ăn rồi, xăm nằm nằm đi mất. Ừ. Tính đời luôn. Bởi đứa xuống mình là ăn ngon quá rồi. Là mấy người xuống trại là mấy người đáp liền. Ngọt ghét luôn kìa. Ừ. Rồi đây cho em kìa, cho em miếng kìa. Ngọt quá ta. Ngọt mà gì chua nữa. Ngọt rảnh mà nhiều mặt. Trên này ngọt mà trên hồi nãy. Trái này không ngọt, trái hồi nãy trái mà chín rớt á, trái nó ngọt kinh thiệt á. Trái này ăn được á. Ừ. Em tự coi thôi. Trái dập hư rồi. Cái này mà ít gió mà để cho nó giòn luôn đó, cũng thơm hơn ăn quả. Chiếm bên dưới. À. Chiếm bên dưới ăn nhiêu? Em. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Bây giờ mình giờ con đã tiếp mọi người. Thôi mà cũng đã tối rồi. Thôi tạm biệt nha. Bye bye.